Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là thời lượng cho tiểu mục Cà phê Cảm hứng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê tại Việt Nam của chúng ta thì mỗi một ngày chúng ta thải rác thải ra khoảng hơn 25 triệu tấn rác thải rắn, trong đó chỉ có khoảng 30% sẽ được tái chế, còn lại thì sẽ được chôn lấp trực tiếp khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường đã ngày càng trở nên nghiêm trọng. Do đó mà việc phân loại rác thải là một việc làm cần thiết hàng ngày để có thể tạo nên được một thói quen tốt, nâng cao những nhận thức của người dân và đồng thời chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, giảm thiểu những tác hại do rác thải không phân hủy đã gây ra. Và có lẽ những hành động như thế này chúng ta cũng sẽ cần được nhân rộng nhiều hơn trong xã hội để chúng ta nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn, đúng không ạ? Và đúng giống như là những gì mà Phương Thúy vừa chia sẻ, thưa quý vị, với mong muốn là tạo nên cái thói quen phân loại rác, qua đó hình thành việc giảm rác, sống xanh hơn, cũng như tuyên truyền nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường. Một tổ chức có tên gọi là Green Life của những bạn trẻ yêu thiên nhiên đã được ra đời và có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa. Đổi rác lấy cây xanh là hoạt động diễn ra từ 1 đến 2 lần mỗi tháng, được bắt nguồn từ anh Hoàng Quý Bình, một người yêu thiên nhiên, quan tâm đến môi trường với ý niệm, một hành động nhỏ đều có tác động đến xung quanh và mỗi việc làm xanh giúp cho trái đất mát lành hơn. Trong cái lúc mà học ở trường, chúng mình sẽ có rất nhiều các đồ điện tử, rồi là giấy. Khi mà sau mỗi kỳ thi, chúng mình không biết là làm sao. Thì bắt đầu từ đấy thì chúng mình nghĩ ra cái hoạt động đổi rác lấy cây để làm sao khuyến khích mọi người phân loại rác tại nhà, mang đến các địa điểm tổ chức và đổi lấy cây xanh để khuyến khích mọi người tham gia và sống xanh hơn. Với 3 kg giấy vở đã qua sử dụng, hoặc 5 kg sách bìa hay 50 vỏ lon sẽ quy đổi thành một sao tương ứng với một cây sen đá nhỏ xinh. Đặc biệt, rác mang đến phân loại được khuyến khích đựng trong những túi cũ, hộp các tông tái sử dụng hay cuốn dây. Mình thấy đây là một sự kiện rất là hay và ý nghĩa. Nó cũng rất là thiết thực nữa, bởi vì là nó cũng giúp cho tất cả mọi người đều có ý thức hơn trong cái việc là sử dụng đồ nhựa. Không chỉ dành cho những bạn trẻ, sự kiện còn là dịp để các bậc phụ huynh giáo dục con cái về lối sống xanh, hạn chế sử dụng rác thải nhựa và nên sử dụng những đồ có thể tái chế được. Còn ở nhà thì nhà mình có áp dụng là không sử dụng túi ni lông này, rồi các cái gì mà có thể tái chế được thì mình sẽ để riêng để các cháu thì có thể bán để lấy gọi là tiền tiêu vặt nhỏ nhỏ cho cháu lớn, hoặc là như cháu bé thì là cháu sẽ tặng cho mọi người. Như bác hay trai thì các bác thì có thêm thu nhập mà các bác thì không phải bới ra cái rác để cho nó ô nhiễm thêm nữa. Giáo dục về bảo vệ môi trường luôn là một cái phần quan trọng nhất, kể cả trong nhà trường bố mẹ cũng cần phải đóng góp một phần trong cái nguồn giáo dục đấy. Sau gần 4 năm hoạt động, dự án đã nhận được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình từ cộng đồng khi tổ chức thành công gần 150 sự kiện, thu gom hơn 400 tấn rác các loại, được phân loại, xử lý, tái chế triệt để. Những con số ý nghĩa đó vẫn tăng lên từng ngày nhờ ý thức của người dân duy trì thói quen phân loại rác ở nhà và đem chúng tới thu gom hàng tháng. Phân loại rác nó rất là quan trọng, nhất là trong thời gian này. Vì bây giờ trái đất nó đang bị nóng lên ấy, thì nhất là mấy cái người trẻ như mình cần phải có trách nhiệm để bảo vệ trái đất này. Với từng loại rác khác nhau thì chúng mình sẽ có cách phân loại và xử lý khác nhau. Ví dụ như vỏ sữa thì chúng mình sẽ gửi cho đơn vị Tây Chấp Bắc, hay đối với nhựa thì chúng mình sẽ gửi cho La Gom. Và chúng mình thấy rằng cái tín hiệu để mọi người thực hiện cái thói quen phân loại rác hay là thực hành cái lối sống xanh, nó sẽ dễ dàng và đi sâu hơn vào trong cuộc sống của mỗi hộ dân. Bắt đầu bằng việc phân loại rác thải để từ đó hình thành những hành vi, hành động bảo vệ môi trường, hướng đến một môi trường, một đất nước ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.